Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Habitat giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. tv com 1855 855 5888 Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả chính của hệ thống Việt khỏe, TV cũng như khỏe. Việt Radio. Nay là ngày thứ năm 26 tây tháng 3. Chương trình chào bình minh với anh Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning quý anh. vâng, Phạm Cơ chào anh Bảo, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình chào bình minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào anh Bảo và anh Cơ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được lược sơ qua một số tin chính của sáng ngày hôm nay tổng số người chết vì coronavirus trên toàn thế giới đã vượt qua cái con số 20.000 người. riêng tại Hoa Kỳ thì số người thiệt mạng đã vượt quá con số 1.000 người. Chứng khoán Á Châu và Hoa Kỳ đều bị sa sút trong sáng ngày hôm nay. Bộ Tư pháp đã cảnh cáo Walmart, Amazon, eBay, Facebook chớ có nên tăng giá hàng bất hợp pháp. Thượng viện Hoa Kỳ với tỷ số là 96 trên 0 đã chấp thuận chương trình cứu trợ 2.000 tỷ đô la tối ngày hôm qua lúc khoảng 10 giờ. Tổng thống Trump buộc tội báo chí là muốn giữ kinh tế suy đồi để làm cho ông bị thất cử. Nhà dưỡng lão tại New Jersey bị nghi nhiễm coronavirus toàn bộ 94 người ở trong đó nhưng chính thức chỉ có 24 trên 94 người là có dương tính. Singapore tung ra 30 tỷ đô la cho chương trình cứu trợ kinh tế hiện nay. Tổng thống Brazil không đồng ý với chính quyền địa phương, trong khi nhiều thành phố tại Brazil bị cô lập vì vụ coronavirus. Chính quyền Kosovo sau 2 tháng cầm quyền bị quốc hội bất tín nhiệm trong vụ đối phó với coronavirus. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao tỷ lệ tử vong ở vì coronavirus ở Đức rất là thấp Nhật Bản đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm cấm đi lại giữa Nhật và Âu Châu cũng như Iran từ ngày mai ngày 27 tây tháng 3. Châu Âu dùng kỹ thuật điện toán để theo dõi và tìm người nhiễm coronavirus nhưng đang vi phạm cái lệnh tự cô lập. Úc đã đuổi hai tàu cruise ship không cho cập bến sau khi tuần trước đã cho một tàu cruise ship cập bến và đã lây làm đã làm cho lây nhiễm bệnh tại Úc. Iran bắt đầu cấm đi lại thông thương giữa các thành phố. Tàu chiến của Hoa Kỳ lại đi xuyên qua eo biển của Đài Loan. Trung Hoa đã lên án Hoa Kỳ là đừng chơi trò nguy hiểm. Thủ phạm bắn chết 51 người Hồi giáo tại Tân Tây Lan bất ngờ đã nhận tội và không chối cãi. Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng cựu nhân viên FBI mất tích tại Iran từ năm 2007 có lẽ đã bị thiệt mạng. Ông Netanyahu lâm vào thế hạ phong khi quốc hội chuẩn bị bầu cử chủ tịch. Tin Việt Nam thì Việt Nam ra lệnh đóng cửa toàn bộ cơ sở những cơ sở không cần thiết tại các thành phố lớn từ ngày 28 tháng 3 và cũng ở tại Việt Nam thì tin đồn nhảm đã khiến hàng trăm người bị thiệt mạng. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết. Thì hôm qua là cái ngày mà Hoa Kỳ có cái con số người thiệt mạng cao nhất là 223 người đã thiệt mạng tại Hoa Kỳ ngày hôm qua vì coronavirus. Một ngày trước đó thì con số người chết là 164 người. Tổng số người thiệt mạng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay là đã trên 1.000 người. Và Tiểu bang Texas thì hiện tại có 1.337 người đang bị bệnh dương tính và 17 người đã thiệt mạng. Tiểu bang New York thì với cái con số cao nhất là 33.030 người, 366 người thiệt mạng. Đứng thứ nhì là New Jersey, 4.402 người với 62 người thiệt mạng. California đứng thứ ba, 3.161 người và 67 người thiệt mạng. Um, hiện tại đang người ta cũng đang <laughs> chú ý và quan ngại về tình hình ở tại thành phố New Orleans ở tiểu bang Louisiana. Ngày hôm qua thì cái con số bị nhiễm tương đối tăng cũng khá là chóng mặt trong vòng 24 giờ qua. Đó là tình hình chung vắn tắt ở tại nước Mỹ. Còn về trên toàn thế giới thì hiện nay đó, con số này chắc chắn nó sẽ lên. Tức là được ghi nhận là khoảng 479.000 trường hợp đã được phục hồi và cái con số toàn thế giới bị nhiễm là rất là cao. Ở California, cái số bị nhiễm tăng coi như là ngang hoặc là bây giờ có thể là hơn ở cái số ở bể, tại New York. New York thì ngày hôm qua trong cái bản tường trình và báo cáo mới nhất, thống đốc Cuomo cho biết là có cái tín hiệu thấy là có vẻ là khả quan. Tức là cái số người nhiễm bây giờ nó hơi giảm nó không chứng lại nhưng mà nó hơi giảm hơn những cái tuần lễ trước đây thì tình hình chung uh, vắn tắt thì vẫn còn có rất nhiều những cái sự lo lắng nhưng mà cái điểm cũng có một cái tin bên lề khi mà những báo chí mà bị tổng thống trump trong cái cuộc họp báo ông cũng dùng một cái chữ nguyên văn của ông chúng ta hay nghe cái chữ lem đất là tổng thống vịt què hết nhiệm kỳ ngày hôm qua ông dùng cái chữ là lem stream media truyền thông vịt què khi mà vẫn mỉa mai và vẫn cố moi móc cái điều ông nói là ông muốn sẽ phục hồi vào ngày giáng sinh này ông chỉ nói là ông hy vọng là một phần và trong bản tin cũng nói rõ có ba tiểu bang có thể khả thi để mà thực hiện cái điều đó lát nữa trong bản tin thì anh cơ cũng sẽ đi vào chi tiết về cái cuộc họp báo đó và một cái chuyện bên lề nữa mà ngay cả những danh hài khuya buổi tối và đặc biệt là những truyền thông gọi là cánh tả mà tổng thống Trump gọi là fake news cũng dựng lại và quay lại cái cảnh mà họp báo hàng ngày và nhắc đi nhắc lại là CDC khuyến cáo chúng ta chính phủ liên bang khuyến cáo chúng ta đứng cách xa 6 feet thế thì tại sao trên cái cuộc họp báo đó quý ngài đứng vai kề vai tổng thống Trump đứng kế vai ông Mike Pence đứng kế vai bác sĩ Anthony đứng kế vai ông Mucin bộ trưởng bộ tài chính thì đó là những cái điều mà sự thật đang xảy ra Nó có cái vấn đề y tế chứ không phải là không Và nó cũng có những cái vấn đề nặng về kinh tế Cái điều Tổng thống Trump muốn xác nhận ngày hôm qua Đó là ông nói rằng ông không hề đặt cái chuyện mà kinh tế tiền bạc lên trên cái mạng sống của con người Ông quyết định muốn vực dậy kinh tế là bởi vì Cũng là cái vấn đề y tế chứ không phải là thuần chỉ vì kinh tế không Mà tại sao có một nữ ký giả của đại NPR đã hỏi móc học ông cái câu đó thường cơ. À, dạ vâng. À, thứ nhất là ở uh, New York là 33.000 trường hợp trên 33.000 trường hợp. Trong khi đó thì California đứng hàng 3 à, chỉ có 3.150 thôi. Không thể nào mà California nó qua mặt New York được trong một cái thời gian ngắn như vậy được. Thứ hai là New Jersey đứng hàng nhì mà 4.500, coi như 4.400 thì cũng rất là thấp so với là là New York, cho nên New York là phải nói rằng đứng hàng đầu và con số uh, thử nghiệm tại New York mấy ngày nay nó chững lại. Uh, tôi không có cho rằng là cái tình hình đó là tốt, là chỉ vì nó chực lại là chặt qua là bây giờ tình hình đang thiếu thuốc. Uh, bởi vì ngày hôm qua những bạn tin ở trên các cái hệ thống truyền thanh uh, ngay như tại Houston thôi, chúng ta chỉ lấy Houston làm một cái ví dụ rồi từ đó nhân qua các cái nơi khác cũng có thể trúng. Đó là Houston bảo rằng là các cái nơi mà thử test đó đã bắt đầu muốn thiếu thuốc bởi vì cái đợt thuốc đáng lý họ chợ đến hôm thứ năm thì họ là không chợ đến rồi vì đó à, không có đủ để mà chợ đến cho nên họ đang chần chừ và họ không biết rằng là sau ngày hôm thứ sáu thì có thể là có thuốc mới hay là không thì họ không biết điều đó cho thấy rằng là các con số thì sẽ chững lại bởi vì người ta không tự thì không có thấy được những cái người positive cái số lượng kê nó sẽ không có tăng lên cho nên đừng có thấy rằng không tăng lên mà mừng hay là đừng có thấy rằng là tăng lên nhiều và cũng mừng được cái chuyện đó nó khó khó mà giải thích được lắm là chuyện đầu tiên ở à, chuyện thứ hai là nếu như anh vụ kiệm mà loan bản tin nói rằng là chúng uh, các cái người mà truyền thông buộc tội rằng ủy ban đặc nhiệm đứng như gần nhau quá thì cũng gần cũng cũng được thôi là bởi vì những người đó chắc họ thực tế xét rồi và họ đều âm tính thì họ có thể đứng gần nhau miệng sao thì họ không có vi phạm nhưng mà những cái chuyện như vậy nguyên tắc thì không được là bởi vì không biết chúng ta sẽ dương tính khi nào. Mặc dù chúng ta thường âm tĩnh nhưng mà cái chuyện dương tình là không biết khi nào cho nên cái việc đứng cách nhau là cái chuyện cần phải nói. Đó là cái chuyện nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn đôi khi nó có những cái tình tự tình tình triết mình không có thể nói được. và tình hình cho thấy rằng là hiện nay cái kinh tế đang suy đồi lắm bởi vì ngày nay và ngày mai sẽ là có cái bạn, ngày hôm nay sẽ có cái số lượng người thất nghiệp trong tuần là họ sẽ công bố và cái chuyện đó nó sẽ làm cho người ta lo ngại vô cùng. California đã báo trước là riêng California tôi là một triệu người sẽ phai hồ sơ thất nghiệp. Nhiều người họ đã phai hồ sơ thất nghiệp đến nỗi mà nhiều tiểu bang là cái con số uh, điện thoại vào hoặc là cái con số vô cái mạng đó là nó làm sập cái mạng bởi vì nhiều người quá. Thì đó là những cái chuyện cho thấy tình hình uh, rất là, là, trì trệ và trầm trọng. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng là cái vấn đề coronavirus cái quan trọng nhất của nó là từ khi phát giác cho đến khi con người ta hết bị truyền nhiễm là chỉ có hai tuần mà thôi cho nên chúng ta mới có bắt đầu cái tuần lễ này thôi là cái tuần lễ đầu tiên để mà có đầy đủ test để mà thử và bây giờ bắt đầu bước qua những cái tuần thứ hai thứ ba thì đã thấy hết thuốc rồi chứng tỏ rằng là hoa kỳ rất là tệ về cái vấn đề thuốc thử bởi vì nó quá lớn đi và ông trump ông cũng nói một câu ông bảo rằng là không thể nào thử hết ba trăm mười mấy triệu người hoa kỳ được cái chuyện đó là chuyện không thể tưởng tượng được cho nên đó là một câu mà có vẻ như ông bào chữa cho cái chuyện rằng là không thể thử hết tất cả những người hoa kỳ tuy nhiên thì cái vấn đề thiếu thuốc thử là một cái vấn đề trầm trọng do đó mà hoa kỳ đã kêu gọi nam hàng như chúng ta thấy trong bản tin ngày hôm qua Vâng, cái điều rất là đặc biệt đó là à, cái con số người bị bệnh ở Hoa Kỳ thì hiện tại bây giờ nó, nó nó, tăng lên rất là cao nhưng mà nó vẫn còn dưới cái con số người bị bệnh ở bên Trung Hoa. Điều đặc biệt, cái nghịch lý là ở bên Trung Hoa nó trên 1 tỷ người nhưng mà cái con số người mà căn cứ theo cái báo cáo của chính quyền Trung Hoa thì chỉ có tám mươi mấy dưới 100 ngàn à, người bị nhiễm bệnh nhưng cái con số Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là chúng ta thấy là cái con số nó đã là khá cao rồi và cái con số này chắc chắn nó sẽ vượt trên 100.000 người tức là vượt qua luôn cả Trung Hoa. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang đứng thứ ba thôi, mươi mấy ngàn dưới dưới Ý nhưng mà sẽ vượt qua Ý và chắc chắn vượt qua Trung Hoa trên trên cái cái, cái đà này thì chúng ta thấy rõ ràng là ba trăm mấy chục triệu người mà mà cái con số nó nó trên 100.000 trong khi ở Trung Hoa một tỷ mấy người mà con số chỉ có tám mươi mấy ngàn thôi thì cái chuyện nó cũng là một cái chuyện mà không biết là là đúng hay là là sai vâng thưa anh có thể tôi xin phép được ngắt lời chút xíu có thể nói là được không biết đúng hay sai nhưng mà cách đây hai ba ngày đã có một cái bản tin cho biết rằng là ba công ty cell phone của người trung hoa mất đi một 15 triệu khách hàng mất đi 15 triệu khách hàng và trong cái thời gian và vụ hãng bị đó À, thì người ta thiêu sạc người suốt 24 giờ không nghỉ Mà vẫn không kịp Rồi đồng thời phải chờ thêm những cái máy thiêu sạc cá nhân đến để mà làm nữa Rồi đồng thời họ chụp được những cái hình Là các nhà quan họ lấy cái cellphone phone ra để ngoài chất động như vậy Cho nên cái đống cellphone phone của những người chất động đó Có thể là một phần trong cái số khách hàng bị mất đi bởi người Trung Hoa ba cái công ty mất 15 triệu người Trong khi đó tổng số khách hàng của họ là 1.6 tỷ điện thoại, cell phone thì bây giờ nếu cho như là 30 15 triệu, triệu cái cái người mà mất cái số điện thoại đó đó thì bây giờ đây có thể có với số người chết một nửa đi thì là cũng phải 8 triệu người thành ra đó là những cái con số mà người ta không thể nào nói được chỉ có ước tính mà tôi bởi vì chính quyền Trung Hoa luôn luôn là giấu số này. Cảm ơn anh Phạm Cơ đã rất là hiểu khi mà chúng tôi nói về cái sự so sánh giữa Hoa Kỳ con số người nhiễm bệnh và cái con số người bị thiệt mạng hiện tại bây giờ Trung Hoa cái con số người thiệt mạng nó dưới 4.000 người một cái con số mà khi mà chúng ta đưa ra căn cứ theo chính quyền Trung Hoa thì chúng ta thấy là có cái cái dấu hiệu đáng nghi ngờ à, Hoa Kỳ theo cơ quan theo tổ chức y tế thế giới thì họ nói như vậy Hoa Kỳ nếu không cẩn thận sẽ trở thành một cái trung tâm chỗ một cái chỗ mà đại dịch trên thế giới tuy nhiên cơ quan WHO cũng nói rất là rõ hoa kỳ là nơi mà có rất là nhiều bác sĩ giỏi nhất thế giới, cái nền y khoa giỏi nhất thế giới và cái cái nền cái 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 sự hùng mạnh giàu mạnh là hoa kỳ là quốc gia giàu nhất thế giới thì không có thể nào mà hoa kỳ có trở thể à, nếu mà đi đúng theo cái đường hướng mà những bác sĩ đưa ra thì hoa kỳ có thể tránh khỏi cái đại nạn này nếu đi đúng hiện tại bây giờ vẫn còn có những cái sự à, à, bất đồng ý kiến là có nên À, đóng cửa có nên à, tiếp tục cái, cái cái việc đóng cửa này cho đến hết à, tháng 5 hay không hay là à, tới tháng 4 là cho mở cửa hoạt động lại thì à, cái sự cái cái việc mà kinh tế và cái sinh mạng của con người vẫn là hai cái đề tài mà người ta tranh chấp uh, tranh chấp lẫn nhau thì đó là cái đó là cái điều mà Tổng thống Trump cũng nói thẳng trong cuộc họp báo ngày hôm kia, ông nói nếu mà để cho các bác sĩ đó, dưới cái lăng kính của các nhà y khoa thì, thì cả thế hết. giới này shut down. Cả thế giới này phải shut đau. Bác sĩ lúc nào nhìn ừ. chung quanh lúc nào cũng thấy Đúng. bị trùng hết. <laughs> Và cái tin mới nhất sáng ngày hôm nay, một giáo sư về kinh tế học ở tại UT nói rằng đó nếu chẳng thà là shut đau one sát, còn hơn là bây giờ tạm thời lại cho vực dậy kinh tế từng phần như tổng thống Trump nói. Nhưng cái foot hô của cái con coronavirus này nó đã có ở trong America rồi. Nó có ở trong đấy rồi nó có thể nó lại recycle. Thì cái đó nó còn nguy hiểm hơn. Thì đó là mỗi người có một cái 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 quan điểm riêng của họ. Đó là cái quan điểm của ông Fauci. Ông Fauci ông nói rằng là cái bệnh uh, corona này là có thể là bệnh mùa và Đà. nó nó tái diễn mà. Vâng. À, thì đó là cái chuyện ông nói như vậy là là rất là trúng. À, tuy nhiên thì ông Trump ông bảo rằng vực dậy nền kinh tế nhưng vẫn phải vực bây giờ vực tới ngày 12 tháng 4 cơ là khi đó mới nói đến chuyện vực dậy nền kinh tế tức là sau cái ngày mà lễ phục sinh 12 tháng 4 à, mà thì, là sắc sinh nữa dạ mà đó. từ đấy tới đó, đó thì cũng còn rất là lâu cho nên cái tình trạng mà những cái người bị lây nhiễm mà bây giờ ta tăng cao là vì do chúng ta thư mà để chúng ta thứ nhiều là nó có nhiều thứ ít là nó có ít bởi vì nó có sẵn rồi nhưng mà cái số người chết không có bao nhiêu thì mình phải thấy rằng là cái con số đó làm mình sợ nhưng mà mình cứ nghĩ lại đi mình nhìn thấy có gì đáng sợ không dĩ nhiên là đáng sợ thiệt nhưng mà nhưng mà sợ là sợ nhưng mà mình nhìn cái con số thì mình thấy cái số người chết còn thú với cả cái số người bị tai nạn xe cộ hàng ngày đó là lý do mà tại sao mà giống như anh phạm cờ nói đó nếu mà mình muốn cái con số người nhiễm bệnh nó không tăng lên đừng thử nữa thì đừng thử nữa mà đó là cái một cách mà người ta kiểm soát nhưng nếu mà không thử không biết cái số người nhiễm bệnh và chúng ta thấy con số nó không không tăng thì chúng ta thấy ồ cái này đẹp quá cái này tốt quá nhưng mà một cái hậu quả khác là những cái người không thử rồi sẽ bị bệnh và những người bị bệnh sẽ lây lan cho những người bị bệnh khác và cái điều đặc biệt là nhà thương sẽ bị quá tải là bởi vì người ta bị nặng quá người ta sẽ bắt đầu người ta vô nhà thương rồi nhà xác sẽ không có đủ chỗ thì cái đó là một cái hậu quả nó thê thảm hơn là đưa ra những cái con số thật là bắt buộc phải có cái sự thử để cho người ta biết để người ta tự cách ly theo um, uh, UT, như anh uh, UT, trường University of uh, Texas uh, Medical Branch ở Houston, đó, thì người ta nói Galveston anh yeah. Yeah, Galveston yeah. Yeah, Nhưng mà <laughs> cái, cái cơ quan này đó, thì uh, cái trường đại học là ở Galveston, yeah. nhưng mà cái trung tâm này thì nó ở Houston uh, Thì nó Houston, nói rằng là uh. nếu mà cái mô hình của Houston mà Người kén uh, uh, án của Houston đã ra lệnh uh, ở nhà vào ngày 23 tây tháng 3 thì cái đó là sự là cái việc làm rất là đúng tuy nhiên cái việc làm đó đó thì nó sẽ vẫn làm cho 3.500 người nhiễm bệnh và nếu mà không có chặn lại vào ngày 23 tây tháng 3 như đã làm mà đợi tới cuối tháng 30 tây tháng 3 thì con số nó nhiễm bệnh nó sẽ là 24.000 người và nếu đợi thêm một tuần nữa tức là 6 tây tháng 4 thì con số người nhiễm bệnh nó sẽ là 153.000 người ở thành phố Houston riêng thành phố Houston mà thôi thành thử cái việc mà trận lại không có gặp nhau không có um, yeah. là việc cần làm đó, là yeah. việc Cái cái việc cần làm và người ta hy vọng là nếu mà chúng ta giữ được cái việc ở nhà tại không có cần thiết thì không ra đường thì khoảng cuối tháng năm cuối tháng năm cuối tháng năm thì có, thể, ngăn nó có thể lại tất cả cái Đà. sự lây lan. Đà. Và thêm một cái tin nữa về kinh tế thì uh, chứng khoán Á châu và và chứng khoán của Hoa Kỳ thì nó lại uh, uh, tiếp tục nó xuống. À, Hoa Kỳ thì cái stock uh, future đó, tức là trao đổi ngoài trước khi cái giờ mở cửa thì tương đối đang giảm mà nhẹ thôi sau hai ngày coi là vượt bực thắng liên tục. Ở Nhật Bản đó, ngày hôm nay thì tương đối cho đến giờ phút này là bị rớt nặng nhất, tức là khoảng hơn 3% rồi. Một phần nữa là bởi vì cái tin là Olympic uh, bị rời lại. Trong khi đó thị trường ở Shanghai cũng là Hồng Kông, uh, Hang Seng thì lại cũng giảm nhưng mà không đáng kể 0.2%. Thị trường copy của Nam Hàn thì 1.1%, Úc thì lại tăng 2.6%. À, trong khi đó thì Tokyo có cái công ty cái 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 stock lớn nhất của Softbank của Nhật đó, thì mất tới 9%. Dạ vâng, ở bên Nhật thì bây giờ đây họ dạ. đang phân vân lắm Tại vì hiện tại hiện nay đó là mùa hoa anh đào rồi yeah. à, mọi người đi coi hoàn đảo làm cho ngày hôm qua họ thử lại thì con số thử nó gia tăng tức là con số dương tỉnh nó gia tăng <laughs> là chỉ vì nó bình nó vẫn còn nằm đó bung ra một cái là là có chuyện liệt à, thành ra đó là những cái gì mà khiến cho người Hoa Kỳ cũng phải để ý và phải có một cái đường dài à, lo sợ à, thì đó là những cái gì hiện nay dạ vâng bộ Tư pháp uh, của Hoa Kỳ thì đã lên tiếng cảnh cáo những uh, công ty uh, như là Walmart Amazon, eBay, Facebook, đây là những cái công ty mà chúng ta nghe thường ngày thôi, nhưng mà còn rất là nhiều công ty khác lợi dụng gọi là uh, nước đục thả câu thì lợi dụng trong cái tình hình uh, coronavirus hiện tại là để tăng giá những cái uh, nh những những nhu yếu phẩm, những thứ cần thiết. Dĩ nhiên là họ không tăng giá thịt, cá hay là trứng, sữa thì những bởi vì những cái đó là nó rất là đúng xin nghĩa xin. là <laughs> nhu yếu phẩm thì họ không dám tăng. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là trước cái mùa đại dịch coronavirus này thì Khi mà chúng ta mua 5 đồng thì có 50 cái khăn để che mặt, cái khẩu trang 50, 5 đồng 50 cái Và bây giờ nếu mà chúng ta đi mua đó 5 đồng đó, thì có lẽ là được một cái Đó là, là cái sự tăng giá um, kinh khủng Đây phải nói là một phần cũng là lỗi của những người tiêu dùng Tức là chúng ta tiếp tay cho họ Tại vì hoảng sợ cho nên tích trữ những cái món hàng không cần thiết làm cho hàng nó bị khan hiếm. Lợi dụng cái thời cơ này có rất nhiều tiểu bang những cái tiệm họ tùy theo linh động theo họ để mà họ tăng giá ít nhất từ 10 cho tới 30% một cái món hàng như anh Bảo vừa mới đề ra. Thì đại khái cái chuyện này chắc chắn nó sẽ mật bình thường nó là cái nếu theo luật đó, nó là cái misdemeanor nhưng mà có thể bây giờ đó trong tình hình này nó sẽ là một cái tội gia trọng. Chưa kể bộ tư pháp ngày hôm qua cũng loan tin là những người mà cố tình lây lan cho người khác bị nhiễm như là đã có tin cái nhóm da trắng cực đoan họ muốn làm như vậy họ phát động cái chương trình đó trên website của họ thì sẽ bị liệt vào tội khủng bố tại vì cái này vi trùng này nó là cái vũ khí vi sinh học vâng thì uh, anh xin thay <laughs> vâng cái vấn đề mà mà thưa quý vị tăng giá hàng đây đó yeah. thì không hẳn như là anh bảo vì là anh vụ kiểm nghị đâu nó xấu xa hơn nhiều tức là amazon và walmart thì họ không có rạng xuất hàng họ nhận hàng bán thì những cái mặt hàng mà người ta hay xài hay cần thì những cái người cung cấp hàng họ tăng giá chứ không phải là tăng amazon với walmart nó tăng Amazon qua mạng nó nhận hàng Nó bán lại mà thôi Nó kiếm lời Còn cái kệ tăng giả Là những cái kệ deliver Những cái người mà sản xuất món hàng đó đó Họ lợi dụng thời cơ Họ tăng giả Cho nên đây là một cái ví dụ mà Bộ Tư pháp yêu cầu quan mạc với Amazon kiếp soát những cái kệ mà giao hàng Những cái mua hàng ở tại gốc thì những cái kẻ đó không có cái lý do gì để mà tăng giá hàng lên cả thì đó là cái lý do cái chuyện tăng hàng nếu cái vị mua những cái món hàng thực sự ra nó không cần thiết nhưng à, người ta hay mua thì trong cái thời gian này đó khi mà mua lên đó, là nó tăng giá thì mình người ta cũng ngầm ngùi trả vì ta cũng buồn quá không biết làm gì thì đó là những cái chuyện mà xảy ra chứ không có phải là lỗi của Walmart hay Amazon nhưng mà lỗi của những cái kệ mà từ gốc hàng đó chứ không phải là lỗi của Walmart. và lỗi của người đấy. tiêu dạ. dùng. Và, và tự nhiên thì... đi mua làm cho nó bị khan dạ, hiếm. Đó, nhưng mà bộ tư pháp vẫn ừ. cảnh cáo. Dạ, vẫn cảnh cáo, cảnh, thôi. cảnh cáo những cái đại công dạ. ty Walmart Amazon là này. và kiểm soát chặt. Cơ. Dạ. thượng viện của Hoa Kỳ à, và đã chấp thuận với tỷ số là 96 trên 0 và cho cái chương trình cứu trợ 2000 2.200 tỷ Mỹ kim, à, cái việc này đã được uh, chấp thuận uh, tối hôm qua lúc uh, 10 giờ đêm và cái uh, cái chương trình này nó được uh, bao gồm trên uh, trong 880 trang giấy mà nếu mà đọc trong 880 trang đó rồi đó thì nếu mà đi dịch ra dịch ra đây có nghĩa là nới rộng ra để hiểu ra thì có lẽ là phải thêm 8.800 trang giấy nữa thì mới có thể hiểu được do đó cái việc 880 trang này để cho người ta đọc để người ta hiểu thôi và người ta biết thôi thì nó rất là rất nó tốn rất là nhiều nhiều công công phu nhưng mà chuyện đặc biệt mà chúng tôi thấy có rất là nhiều người đặt cái câu hỏi và chúng tôi lặp lại một lần nữa đó là những người sẽ được uh, chính phủ gửi tiền uh, uh, trợ cấp cho đó là mỗi một người là 1.200 đồng và mỗi một trẻ em là là 500 đồng hai trong gia đình hai vợ chồng thì sẽ được 2.400 đồng Tuy nhiên cái số tiền này nó sẽ được uh, ngưng ở cái mức uh, 75.000 ngưng ở mức 75.000 cho cái tổng số tiền 1.200 vì chúng ta nói 1.200 cho nó dễ 1.200 thì 75.000 đồng thì là được 1.200 nhưng mà bây giờ nếu mà tôi làm 80 ngàn thì tôi có được không hay là tôi làm 75 ngàn một đồng thì tôi có được hay không? Cái câu trả lời là cái 1 ngàn 2 đó sẽ trừ 5 đồng cho mỗi 100 đô la. Tức là nếu mà anh làm từ 75 ngàn nó lên 85 ngàn tức là 10 ngàn đô la. 10 ngàn đô la thì 1, 5 đồng cho 100 đô la thì 10 ngàn đô la nó sẽ là 500 đồng. Thì nếu mà anh làm 85 ngàn thì anh sẽ lấy 1.200 đồng trừ 500 là còn được có 700 đồng thôi nếu mà anh làm 95.000 thì lấy 1.200 trừ cho 1.000 thì anh sẽ còn được có 200 đồng thôi đó. À, nhưng mà nó kép tức là nó chận ngay là ở cái mức là 99.000 nếu mà anh làm 99.000 lẻ 1 đồng là hoàn toàn không được đồng nào hết làm 75.000 1 đồng thì sẽ bị trừ 5 đồng thì đó là cái nó tóm tắt ở trong cái việc mà những người sẽ được lãnh tiền còn những cái câu hỏi đặt ra là uh, nếu mà tôi không khai thuế 2018 thì tôi có được hay không uh, nếu mà tôi uh, 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 về hưu rồi về hưu mà tôi lãnh tiền hưu thì tôi đâu có phải khai thuế đâu thành tựu là chính phủ không có hồ sơ thuế của tôi vậy tôi có lãnh tiền được không thì có những cái câu hỏi đó đó chúng ta phải mở ra 880 trang giấy ra chúng ta tìm và chúng ta tìm hiểu là làm thế nào thì hiện tại bây giờ vẫn chưa có người cái, cái cái 880 trang giấy đó, nó mới ra đêm hôm qua Thành ra là mình vẫn Chúng tôi có trong tay cái 880 trang đó Nhưng mà không có giờ để đi tìm à, Và để coi xem coi à, Nếu mà những người lãnh tiền hưu à, Không bao giờ khai thuế Thì có được cái tiền à, 1.200 đó hay không Tôi dạm cả với anh là anh hỏi ông Ngu xin nó cũng không biết nữa <laughs> Thôi thì uh, luật sư uh, thuê uh, Phạm Cơ với Vũ Kiểm Làm uh, việc bạc tham để mà short out cho luật sư để trả lời trên Cũng các không chương, chương trình live. Họ <laughs> mình lấy coi uh, như là minimum pay thôi các. À. Ở trên đó, thì ông chỉ có biết là thứ nhất đó <laughs> là những đại công ty, những công ty lớn thì sẽ được 500 tỷ. Ví dụ giống như là những hãng hàng không United, hãng như, như Boeing thì họ sẽ được 500 tỷ rồi chia như thế nào tính sau. Đạ. Người dân, những người dân à thuế những người Mỹ thì sẽ được tổng số là 350 tỷ chia như thế nào rồi quý vị tự quý vị từ từ tính 350 tỷ cho những cái cơ sở thương mại nhỏ tức là những tiểu thương đó thì họ có quyền họ mượn mượn tiền và có thể cái tiền mượn đó mà họ sẽ có thể không trả được à, không cần phải trả thì đó là những cái chi tiết mà nhiều không người Không cần phải trả lời tôi cho anh mượn thì phải trả chứ. Không cần phải trả tức là nếu coi như anh cho dùng luôn cái à. tiền đó, giúp mà nếu anh dùng cái tiền à. đó và anh không đuổi việc người ta đó. tức là đó. anh có những cái nhân viên ở trên ở cái payroll đó, đó. mà anh vẫn giữ người mặc dù cái, cái 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 nhà hàng của anh đóng cửa nhưng mà anh vẫn trả lương thì cái tiền đó có thể người ta trong cái đó là anh không cần phải trả nữa thì tất à. cả một lần nữa cái chi tiết đó đó là chúng ta phải mở 880 trang đó ra coi như nó dày thật là dày à, vâng. nó dày như vậy là chúng ta mở ra chúng ta coi cái chi tiết nó như thế nào thì ai mà có giờ mà coi coi phải hiểu và suy nghĩ thì chúng tôi nghĩ là có thể là phải phải khoảng chừng vài ngày nữa thì những cái chi tiết đó nó mới được à, đó là cái <laughs> chi tiết của cái cái package tức là gói chiếu trợ nhưng mà à. đối với lại đồng hương Việt Nam và đặc biệt là quý khán thính giả của Việt TV Radio không có vội được theo tin tức cho biết ít nhất là phải 3 tuần tại vì ngày mai thì được chờ đợi là hạ viện sẽ ký và thông qua hôm qua thượng viện thông qua với cái tỷ lệ bầu là tuyệt đối 96 0 4 vị thượng nghị sĩ đang tự cách ly Không biết là họ bỏ phiếu bằng cách nào Không biết là có giống như anh Cơ đó là họ mặc đồ phiền ra hay không Nhưng mà là 100% đồng thuận Và đó là cái điều mà thượng nghị sĩ Mark McConnell Là chủ tịch khối đa số thượng viện Ông tuyên bố chưa từng có trong lịch sử mà cái sự tranh chấp lưỡng đảng có một cái sự hợp tác tuyệt vời là như vậy. Tức là cái partition, political partition giữa hai đảng phái với nhau hợp tác một cách toàn vẹn là như vậy và ngày mai thì mới chuyển lên cho hạ viện được thông qua sau đó mới chuyển cho tòa bạch ốc tổng thống gom ký khi ký thành luật rồi thì phải đi vào cái thủ tục cho nên ít nhất là phải từ 3 tuần cho tới một tháng và họ sẽ không có gửi về nhà cho quý vị họ sẽ gửi thẳng vào trong cái tức là cái chương mục nào đó mà họ đã có những cái cách thức của họ để mà bớt những cái thủ tục dườm rà. dạ Dạ vâng nhưng mà có một điều đó là chúng ta đã nói rồi thì bây giờ chúng ta nói tiếp nữa là tổng thống Trump ông buộc tội báo chí là muốn giữ cho cái nền kinh tế này nó suy đồi để làm chi để cho ông không có được tái đắc cử vào trong vào cái năm 2020 chúng ta biết là năm hạ khi mà gần tới ngày bầu cử khi mà chỉ còn một người của dân chủ à, ra đối phó với ông Trump thì những gì xảy ra trong những tuần vừa qua và những tuần sắp tới sẽ là cái vũ khí của bên đảng dân chủ để đánh lại tổng thống trump tại sao uh, mà không có làm những gì cần thiết tại sao uh, phản ứng quá chậm chạp tại sao là có bao nhiêu cả hơn mấy ngàn bao nhiêu ngàn người chết hiện tại giờ chúng ta thấy là con số người chết ở Hoa Kỳ thì mới có trên 1.000 người thôi Nhưng mà từ đây cho đến cái ngày mà nó hết cái dịch này đó Thì con số đó hiện tại bây giờ nó vẫn là một cái ẩn số chúng ta không biết được Nhưng mà những cái đó sẽ được mang ra để làm vũ khí tấn công Tổng thống Trump Rồi kinh tế nó bị suy đồi Tổng thống Trump tự hào là stock Nhìn thấy stock để thấy bản lãnh của tôi Nhìn cái con số thất nghiệp để thấy bản lãnh của tôi Bây giờ cái đại dịch nó ầm tới Nó ào tới Thì cái những cái con số mà Tổng thống Trump tự hào Sẽ bị bên, bên dân chủ tấn công À, do đó là ông Trump ông buộc tội là báo chí muốn muốn giữ cái nền kinh tế suy đồi đó lý do tại sao ông dùng cái chữ mainstream media truyền thông việt què anh có dạ vâng thì uh, tôi cũng có cái nhận xét thôi, nhỏ thôi uh, tức là từ cái ngày mà ngày hôm qua thì chúng tôi có loan bản tin uh, nói rằng là tổng thống Trump bây giờ có lời thế uh, là <laughs> mỗi ngày ông đều có uh, nửa giờ Ờ, để mà nói dọc à, nói không phải nói dọc <laughs> mà trình bày cùng quý vị về cái vấn đề là ủy ban đặc nhiệm làm việc như thế nào thì đài nó chiếu mệt, mệt mệt mỏi tức là bạn tin nhận mấy cái đài địa phương đó từ hai năm giờ đến 6 giờ đến 7 giờ là giờ của địa phương họ chiếu mệt mỏi chỉ từ lúc năm rưỡi đó thì họ mới chiếu cái phần uh, tin, tin toàn chiều của họ. thôi yeah. uh, tin toàn quốc thôi thì À, lúc 6 giờ thường chiếu lại thì tôi chờ đến lúc 6 giờ tôi mới uh, đi ngủ dậy để mà coi đó thì đến 6 giờ đó tôi tìm này cũng không, không không họ hoàn toàn không có chịu cái buổi họp báo của ông Tâm nữa tức là họ chỉ chịu một lần thôi rồi sau đó họ không có lập lại như là mấy ngày trước thì cái điều này nó đồng nghĩa nó đi sau cái thông cáo ngày hôm qua mà người ta nói rằng là uh, đảng cộng hòa nó có lời thế là ngày nào có ông Tâm thay vì đi tranh cử ông chỉ lên đó ông nói là kệ như tranh cử rồi và uh, bảo chỉ của đại Dân Chủ vật phải dẹp đừng có chịu thì đúng ngày hôm qua họ không chịu nữa họ chỉ chịu một lần rồi thôi không có chịu lại chứ đuôi như những cái ngày trước thì đó cũng là một phần trong các cái chiến dịch à, uh, ủn nhau giữa hai đảng cộng hòa và đảng dân chủ dạ dạ vâng người ta nói thường thường đó là những người lớn tuổi thì sẽ bị dễ dễ bị lây nhiễm hơn và bằng chứng là cái uh, viện dưỡng lão ở tiểu bang washington <laughs> là có rất là nhiều người bị bệnh và rất là nhiều người uh, bị uh, qua đời thì uh, ở một cái nhà dưỡng lão ở bên New Jersey uh, họ nghi nhiễm là họ nghi là đã bị những người uh, những cư dân ở trong cái viện dưỡng lão đó uh, đã bị nhiễm coronavirus thì uh, cái cái nhà dưỡng viện dưỡng lão này chỉ có 94 cư dân mà thôi thì do đó lập tức những người này được đi thử thì uh, sau khi thử thì nó chỉ có 24 người trên 94 người bị bệnh phải không anh? nhưng mà từ cái con số 24 đó nếu không cách ly thì có lẽ là 94 người bị hết Dạ yeah, vâng, bởi vì hồi trường họ tưởng là chỉ với bốn người đó bị hết Bởi vì họ thấy đột nhiên cái mọi người đều la lên là tôi đau quá này nọ cả Họ nghĩ rằng tất cả đều bị cả và nhà dựng lao đó mà tất cả nhân viên họ đều bình cả cho nên chỉ còn có ba người đi làm thôi yeah. <laughs> À, bên Singapore thì họ chúng ta thấy là Singapore đã có một cái phản ứng rất là rất là hữu hiệu và ngay lập tức để ngăn chặn cái coronavirus này như chúng ta đã loan tin mấy lần những ngày ngày trước thì hiện tại bây giờ Singapore họ tuyên bố là họ tung ra 30 tỷ đô la cho cái chương trình cứu trợ kinh tế. Yeah. tức là nếu mà tính theo cái Singapore đô la là khoảng 48 tỷ Singapore đô la vâng 33 tỷ US đô la cho bản tin cho biết là hai cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng nặng nhất đó, đó chính là hàng không và cái ngành du lịch cho nên sẽ được coi như là trợ giúp nhiều hơn đối với lại hai cái lĩnh vực này không thôi nó tương đương với 7.9% tổng sản lượng cái coi như là sản phẩm của quốc gia của Singapore thành từ ra đây là một cái bước vô cùng là mạnh kể từ của Singapore kể từ khi mà quốc gia này bị rơi vào trong cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. À, Singapore đã từng được khen ngợi ở trên thế giới là đã có những cái quyết định và rất là giỏi trong cái việc để mà đối phó với lại cái dịch virus này, anh cơ. Vâng, bởi vì Singapore họ không bao nhiêu dân cả, cho nên yeah. cái uh, kỹ thuật họ làm là về phải nói rằng là tính vi nữa, do đó mà họ chặn được cái nàng lây lây lan của coronavirus. À, nhưng mà nói chung thì tình hình nó tương đối rồi bây giờ người ta cũng nói thì nhiều à, bây giờ đến nỗi, mà mình nhiều khi làm tin cũng thấy mệt mỏi bởi vì ngày nào cũng viết những cái tin hầu như là giống nhau về cái chuyện bùng phát của Corona coronavirus thành ra à, cũng phải nói rằng khó mà nói được. Yeah. Dạ vâng. À, nhưng mà nếu mà không nói về coronavirus thì cũng rất là khó là bởi vì hiện tại bây giờ tất cả những báo chí, à, những cơ quan truyền thông họ đều về nói về cái đại dịch này thành ra đó là lý do chúng ta bỏ rất là nhiều giờ à, chúng ta chỉ tường trình theo những uh, cơ quan truyền thông à. báo chí của của Hoa Kỳ mà Mỗi thôi ngày, thì dạ. chúng ta thấy uh, là có cùng một cái sự việc cùng một cái vấn đề mà chúng ta thấy lúc nào cũng có hai bên đồng ý và bất đồng ý trong cái vấn đề đó uh, ở bên Brazil <laughs> thì ông tổng thống Brazil ông không đồng ý với chính quyền địa phương chúng ta thấy rất, rất là rõ ngay cả tiểu bang Texas Ờ, ông thống đốc tiểu bang Texas nói là không cần phải shut down nguyên cả cái tiểu bang nhưng mà những cái thành phố lớn thì họ họ nghĩ rằng là cái việc cần thiết họ phải làm do đó họ chặn lại rồi trước cách đây khoảng một hai tuần thì ngay tiểu bang New York cũng vậy thành phố New York và thống đốc New York rồi tiểu bang Florida cũng vậy thành thử là cái chuyện mà tổng thống ông tổng thống ở bên Brazil ông không đồng ý với chính quyền địa phương cũng cũng là cái việc việc thường tình thế thôi Ừ, nhưng mà cái người ta trách ở đây đã lát nữa anh cơ sẽ cho biết lý do tại sao tổng thống không đồng ý với lại chính quyền cấp địa phương về cái vấn đề mà mạnh tay tức là cách Được xa đạo. nhau sát đau như vậy. Được. Người ta trách ông Brasso ở đây đó, ít nhất là trong những cái người mà làm việc thân cận với ông 23 người đã bị dương tính mà ông vẫn không sợ. Thì đó là cái điều mà vô cùng là ngạc nhiên. 23 người trong đó có cả đại sứ của ông đại sứ hoa kỳ của brazil rồi đại sứ của brazil, tại, brazil hoa kỳ. tại hoa kỳ và cố vấn về chính sách quốc gia của ông rồi bộ trưởng bộ thông tin của ông cũng bị dính và rất hết anh cơ vâng khi ông cố dạ. vấn đó thì ông đi qua bên mỹ và ông làm dạ. lấy cái cái cô mà coi như là tùy viên báo chí của bạch cung đã dạ. à, tại vì mấy người đã đứng chụp hình chung với nhau mà ông trump không bị <laughs> ông tổng thống của uh, brazil không bị cái cô kia thì bị sặc rồi mới lấy dạ. qua cái cô mà từ à, cái ông kia thì ông brazil mà đặc sử mà gọi là coi như phụ tá cho ông tổng thống brazil đó thì bị ông làm lấy qua cho cái cô tùy viên báo chí của bạch cung thì cô này thì bây giờ cũng bị 14 ngày bây giờ cô mới đi làm lại rồi vì sao cô cũng bị tiếp xúc thôi mà kể, kêu là sau 14 ngày thì thử lại là cô bây giờ cô ok để cô đi làm lại thì bên Brazil à, có thể rằng là cái chuyện Brazil nó hơi khác một chút bởi vì Brazil nó dài và nó dọc theo từ trên miền Bắc của Nam Mỹ cho đến tuốt tận miền Nam của Nam Mỹ cho nên các quốc gia mà các cái tiểu bang mà dọc xuống dưới miền Nam đó thì nó nó ít virus đó bởi vì virus này là ở vùng ôn đới tức là cái vùng khí hậu lạnh chứ không phải là vùng khí hậu nóng cho nên có thể như vậy mà vì vậy chúng tôi cũng đoán thôi chứ bạn tin thì không có nói gì nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì cái bên đó nó bất đồng là vì những cái những cái nơi mà có thể không cần phải cách ly à, nhưng mà ông này ông ông thống đốc cũng ra lệnh cách ly thành ra ông, ông tổng thống bất mạng là vì vậy dạ vâng à, bên ngay cả chính quyền Kosovo à, họ cũng bị quốc hội bất tín nhiệm trong cái việc à, đối phó với coronavirus rồi Nhật thì họ thành lập một ủy ban đặc nhiệm cấm đi lại giữa Nhật và Âu Châu à, và Iran bắt đầu kể từ ngày mai thì đó, đó là cái việc mà những cái quốc gia họ đang à, một là bất đồng ý kiến hai là có những cái chương trình à, cách ly chương trình cấm chúng ta thấy là nó cái, cái cái virus nó lây lan từ người qua người mà với cái cái tình hình mà mọi người đều uh, đi du lịch hoặc là đi làm việc từ quốc gia này qua quốc gia kia nếu không có sự ngăn chặn á, thì cái sự lây lan bắt buộc là nó nó phải có cái vấn đề hệ trọng không phải là chỉ là vấn đề sinh tử đối với lại mạng sống con người mà là sinh tử của một cả cái nền kinh tế của một quốc gia của cả một cái chính phủ của một nước thành thử ra bắt buộc nước nào cũng có những cái biện pháp để mà đưa ra hết cái vấn đề là tùy theo họ cân nhắc như thế nào cho nó đỡ thiệt hại mà thôi. Anh cơ. Thưa anh, ở đây là cái vấn đề là toàn cầu. Đó. Nghĩa là ai cũng phải làm hết thì mới Đúng. chẳng được dịch. Ví dụ như bây giờ New York người ta bị bệnh nhiều như vậy, 37 ngàn trường hợp. Bây giờ người dân có tiền New York mua vẻ đi Florida. <laughs> thì ở Florida họ cũng biết đó, mấy người đó thì họ không chẳng lại, không có cho bắt cách ly nhưng mà không cho về nhà bảo rằng là phải đi thuê khách sạn ở chứ không có được ở nhà ở nhà sẽ lây người nhà thành ra cái chuyện đó rất là ấy còn trong khi đó thì bên anh là còn ghê gớm hơn nữa bên anh nó cũng y như vậy luân đôn cẩm đi dân luân đôn nó đi về nhà quê dân nhà quê nó cắn biểu ngữ. hay không phải là dân chúng tôi thì đi về nhà mà ở không có xuống đây mà mua nhà ở ở dưới này là không được bảy biển họ viết đến bảy biển á Hey, local resident only, <laughs> thì đó là những cái chuyện xảy ra khắp nơi trên thế giới, rồi bây giờ bên Nhật, bên Nhật họ bắt đầu cấm, cấm người Âu Châu, cấm người uh, bên uh, Iran đi máy bay qua, tức là họ cấm máy bay uh, từ Âu Châu về Iran đến, rồi uh, sẽ, bên Iran là họ cấm luôn đi từ tỉnh này thành phố đây qua thành phố khác, cấm luôn, thì nếu mà Hoa Kỳ ở vào tình trạng cấm như vậy là người ta sẽ cấm luôn cả máy bay tức là không có cho đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác nữa à, vì sợ lây lan cho đến khi toàn dịch trên thế giới nó hết thì phải hết bởi vì người Trung Hoa bây giờ hết rồi à, người Nhật cũng là chụp lại người Nam Hàn nhưng bây giờ cái ca của họ bắt đầu gia tăng mà người người ta kêu là import case tức là nó nhập cạn từ những quốc gia đang lây bệnh đang có bệnh chạy về ngược trở lại thì đó là cái tình hình rất là nguy hiểm. À, lúc nào người, à, những nhà nghiên cứu thì họ cũng uh, căn cứ trên những cái con số người ta nhìn cái con số để người ta nói là, ồ oh, uh, mấy phần trăm chết, uh, bao nhiêu người bị bệnh trong đó thì những người bị bệnh đó thì 10% là chết hay là 5% là chết hay 1% là chết thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cái cái tỷ lệ mà người mà uh, chết vì cái bệnh coronavirus thì hiện tại vẫn còn vẫn còn thấp nó không đến nỗi mà kinh khủng như vậy ở bên New York có 33.000 người bị bệnh nhưng mà chỉ có 366 người bị thiệt mạng ở New York hiện tại bây giờ mà tôi thì cái con số đó nó cũng chỉ có làm làm là một phần trăm nhưng mà bên Đức người ta nói là tại sao ở cái tỷ lệ chết ở vì coronavirus ở bên Đức nó rất là thấp tại sao anh chưa? vâng à, tôi nghĩ rằng là có một cái chuyện mà họ người ta không có loan mà mình cần biết và cần loan Cần được hỏi loan là tỷ số người dương tính đương nhiên. Nhưng mà tỷ số người nhập viện đó mới là quan trọng. Bây giờ dương tính mà có nhập viện hay không mới chứng tỏ được cái bệnh nặng không bệnh nặng. Và có thể chết hay không mà không có, cũng bao giờ có cái số người nhập viện cả. Thành ra cái đó cũng là một con số hết sức là thiếu sót. À, nhưng mà tại sao nước Đức lại chết ít? Cái này nó rất là hay. Bởi vì người ta giải thích. Thứ nhất là tại sao mà Nam Hàng lại ít chết. Nam Hàng cũng bị nặng lắm mà ít chết là tại vì Nam Hà người trẻ đông hơn người già Cho nên cái người trẻ họ bị bệnh nhiều lắm Và người già họ ở nhà họ không có đi đâu Cho nên người trẻ Nam Hàn nó bị bệnh Và nó lành liệt Cho nên không ai chết cả Đó là tình trạng Nam Hàn. Bây giờ nước Đức cũng người già như là mọi nơi khác Chỉ có thua thua Nhật và thua người già ở Ý mà thôi Nhưng mà người người Đức rất ít chết Là tại vì thứ nhất người Đức khỏe Người Đức khỏe mạnh vô cùng khó. Họ, họ lấy đa sổ họ lấy là từ cái chỗ trực tuyết mà người trực tiếp là cái người rất là khỏe mạnh họ mới đi trực tuyệt được cỡ như tôi tôi cũng già như vậy nhưng mà bảo tôi đi trực tiếp là tôi nẻ ngay nhưng mà cái người đức những người bị lây là trên cái vùng trực tuyết trở về cho nên họ mới nói rằng là người đức nó khỏe mạnh và những cái tỷ lệ người đức bị bệnh đồng kha những người già mà bị bệnh nguy hiểm đó thì rất là ít cho nên cái người đức họ bị rồi họ trôi qua lực liền họ không có chết là vì vậy cho nên cái tỷ lệ chết ở đức nó rất là thấp dạ vâng và nếu mà <laughs> chúng ta thấy là cái tỷ lệ chết ở bên ý là cao nhất thế giới. Dạ vì họ là nơi già nhất, người tỷ lệ người già cao chỉ có thua nhật bản thôi. Dạ. Do đó thành thử là cái cái bệnh này nó nhiễm uh, thì những người già thì chết nhưng mà đều đặc biệt ở houston chúng tôi muốn nói một cái điều đặc biệt ở houston cái con số trung bình của những người bị bệnh ở houston nó không phải là người già mà là những cái người uh, trung niên À, và có những người trẻ cũng bị anh bệnh. Tại sao? Dạ tại sao ạ? À, họ lấy ở bên uh, Egypt. Ai cập, Dạ, dạ vâng. đi chơi mà người già đâu có đi nội như vậy, <laughs> là là là, là, là cái chuyện nó lây vậy là chuyện, là chuyện nhiên thôi dạ. ở vâng. à, bên Úc thì cũng có cái tin là Úc họ không cho hai cái cruise ship uh, cập bến sau khi mà họ đã cho một cái tàu cập bến rồi cái tàu đó những người xuống thì nó lây lan bệnh cho anh tự họ học được cái bài học bây giờ hai cái cruise ship muốn cập bến Úc thì Úc nói như No, đi chỗ khác chơi. <laughs> bây giờ phải đâm ra ích kỳ thôi chứ không phải nói. Um, thì ở bên uh, từ bang Tây Úc đó họ đã chuẩn bị sẵn uh, cái đảo gọi là Rottnest Island. Đây là một cái trại tù ngày xưa để mà chuẩn bị coi như là cách ly khoảng 800 người vì những cái sợ đề phòng lây lan anh cơ. Dạ vâng. Dạ vâng có một cái tin mà ở bên Việt Nam đó mà chúng ta thấy uh, bây giờ hiện tại bây giờ ở trên Facebook rồi những cái tin nhắn nó rất là nhiều là uống cái này thì hết bệnh uống cái này thì có thể phòng bệnh và đừng uống cái này đừng uống cái kia cái chuyện nó nó không có một cái căn cứ rõ ràng tức là một người oh, tại vì người đó làm y tá thành thử hoàn ta nói như vậy mình phải tin họ ho hoàn toàn không được một người được. cái tin nó không biết nó ở đâu nó ngay cả bác sĩ còn chưa có dám nói rằng À, cái này nó sẽ chắc chắn nó sẽ chữa được bệnh. Huống chi là Facebook, huống chi là những cái tin đồn do đó uh, tin đồn nhảm ở uh, vì vì chữa được bệnh là coronavirus uống cái này uống cái kia nó làm ở bên Việt Nam bao nhiêu người bị chết rồi anh Phạm cơn Vũ à, nhiêu là nhiều hả? tôi không có bạn tin thì hình như họ cũng không biết được là bao nhiêu người bị chết nhưng mà họ thấy hàng ngày những cái chuyện đó nó nó rất là thường xuyên xảy ra là vì bên Việt Nam đó là kể từ cái khi mà có được internet đó thì người ta sai lạc vô cùng về là có được các cái trang mạng xã hội họ sai lầm ghê lắm là bởi vì họ thấy người ta dùng những cái chữ khoa học y học ví dụ như hãy đau xương sống ôi chào tôi đau cột sống số 2 à, cột sống cái chỗ mà lưng số 7 của tôi nó đau quá tức là họ họ làm như là hơn bác sĩ rồi họ biết được ngay cái xương sống số 7 với xương sống số 2 của người ta bị đau rồi họ nói như là như sách y khoa hơn bác bây sĩ giờ này. internet, vì có đọc internet tôi nó họ cứ đọc internet họ nói thôi, anh đã họ nói rất là hay và người ta chỉ từ xưa tới giờ ở trong bóng tối bây giờ ra ngoài nghe những chuyện như vậy rất là tin, cho nên họ tin vào những cái chuyện như vậy vì họ tin rằng uống nước vàng thì lành hoặc là bây giờ họ có tin uống nước bạc thì lành hoặc là uống nước từ trên núi lửa thì lành chẳng hạn như vậy là cái chuyện là bên chuyện thứ hai nữa đó là Việt Nam khoa trương là họ chữa lành bệnh, corona nhiều bệnh chữa lành ví dụ như bị một trăm mấy chục người 16 người chữa lành thành ra cái, những cái người Việt Nam mà có tiền đi qua nước ngoài bây giờ đây họ U uốn họ trở về Việt Nam vì họ nói rằng Việt Nam chữa lành và thành ra bởi vậy, vậy cho nên do đó rồi. cái bệnh dạ. ở bên Việt Nam những người bị bệnh càng ngày càng tăng lên mà dạ xưa không đúng có đúng. là bởi vì những người ngoại quốc đi những đi về người... nhiều quá mỗi ngày cả gần cả trăm cả ngàn người về thứ anh bởi vì họ nghĩ rằng về Việt Nam thì chữa bệnh nó an toàn hơn. An toàn Việt hơn, Nam dạ. rất là giỏi trong dạ. cái việc chữa coronavirus này. Dạ vâng. Dạ vâng. <laughs> 7 giờ 55 phút đến đây chúng tôi xin được uh, chấm dứt chương trình Chào Bình Minh của ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai từ 7 giờ đến 8 giờ.